Trong bối cảnh dư luận xôn xao về các cáo buộc nặng nề đối với Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Pháp, ông Dương Công Minh, chủ tịch Sacombank đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ với bà Lan. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Minh khẳng định những tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín ngân hàng và quyền lợi của cổ đông. Ông nhấn mạnh những thông tin về việc ông bị cấm xuất cảnh do liên quan đến vụ án là hoàn toàn bịa đặt. Tại sao tin đồn này lại xuất hiện? Làm thế nào để chấm dứt những tin đồn có thể gây hại cho doanh nghiệp? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chủ tịch Sacombank nói gì về tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan? Sáng 26 tháng 4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Dương Công Minh, chủ tịch ngân hàng Sacombank khẳng định không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Chia sẻ tại đại hội, ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị cho biết bản thân ông là cổ đông lớn nhất, do đó những tin đồn về ông sẽ ảnh hưởng nhất định đến ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Nói về tin đồn ông bị cấm xuất cảnh do liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Minh khẳng định tôi không liên quan gì đến cá nhân bà Trương Mỹ Lan cũng như không liên quan gì đến vụ việc của bà Trương Mỹ Lan. Đây là tin đồn mà ông Thắng Đặng viết trên Facebook. Nếu có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan hay Vạn Thịnh Phát, tôi không bao giờ ngồi đây được. Tôi đảm bảo với quý cổ đông trong mọi trường hợp, tôi đều hướng về ngân hàng, vì ngân hàng. Lãnh đạo Sacombank cho biết thêm, sau 7 năm tái cơ cấu, Sacombank có vốn chủ sở hữu hơn 45.000 tỷ đồng, là điển hình ngân hàng tự tái cơ cấu thành công. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Dương Công Minh cho biết Sacombank đã từng trình ngân hàng nhà nước về kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông nhưng vẫn chưa được chấp thuận do ngân hàng đang giai đoạn tái cơ cấu. Tuy nhiên, Sacombank đã xử lý nợ xấu cơ bản các tồn đọng trong đề án tái cơ cấu. Hiện chỉ còn giải quyết số cổ phần của ông Trầm B là hoàn thành xong đề án tái cơ cấu. Sacombank đang chờ ngân hàng nhà nước duyệt cho phép bán 32% vốn điều lệ liên quan số cổ phần này. Sau khi hoàn tất thì sẽ tái cấu trúc thành công. Khi đó, Sacombank sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông. Chủ tịch Sacombank nói, được biết năm 2023, Sacombank đạt được 9.595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 51% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Về công tác xử lý nợ xấu, năm 2023, Sacombank thu hồi xử lý 7.941 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tổng số dư dự phòng đạt 25.099 tỷ đồng, tăng hơn 10%, trong đó dự phòng cho vay tăng 34%. Năm 2024, dù còn nhiều thách thức mới từ ẩn số vĩ mô, nhưng điểm cuối của hành trình tái cơ cấu tại Sacombank đã rất cận kề. Sacombank cho biết tự tin xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng nhằm hoàn tất tái cơ cấu trước thời hạn, đồng thời đặt ra các mục tiêu tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2024 là 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả của năm 2023. Bà Trương Mỹ Lan nhớ rõ từng đêm trong trại tạm giam. Ngày 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng và bị cáo duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất trong vụ án. Trong một tháng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an, vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chăm sóc về tinh thần và sức khỏe cho mình. Cảm ơn chủ tọa phiên tòa đã điều hành phiên tòa dân chủ. Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt mười mấy tháng qua. Khi trở về trại tạm giam hàng đêm, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi: vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ rõ từng ngày trong trại tạm giam,
những ngày tháng chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam. Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường. Bị cáo nghĩ, hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối xác vào lòng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa, nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh, bị đề nghị mức án tử hình. Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB. Bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này. Gia đình tan nát, mỗi người một ngã. Bị cáo không tin là đại diện viện kiểm sát đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà viện kiểm sát đã truy tố. Một lần nữa, bị cáo Lan xin tha thiết, hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản. Đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB, nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ đồng, không thuộc trách nhiệm của mình. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Kính xin hội đồng xét xử không xem xét bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu. Vì không phải bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết, công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè, trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy, đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, mỗi người một ngã. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không? Có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không? Trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Nụ cười và nước mắt của bà Trương Mỹ Lan. Trong phiên xét xử gần đây, Trương Mỹ Lan, người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dù đối mặt với án tử, vẫn nở nụ cười bí ẩn. Thế nhưng trước đó, bà Trương Mỹ Lan cũng đã phải rớt nước mắt trước những cáo buộc của cơ quan công tố về việc thâu tóm ngân hàng SCB để phục vụ mục đích riêng. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Viện Kiểm sát luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án và không làm oan người vô tội. Viện Kiểm sát cũng trân trọng tiếp nhận tất cả ý kiến của luật sư, ý kiến tự bào chữa của các bị cáo tại phiên tòa để nghiên cứu và đánh giá khi giải quyết vụ án. Đối đáp lại luận cứ bào chữa của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát đã chia thành 8 nhóm vấn đề. Theo đó, luật sư có quan điểm cho rằng tại SCB, Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là người có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng. Trương Mỹ Lan không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đáp lại, Viện Kiểm sát cho biết cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Bởi lẽ tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm giữ trên 91% vốn điều lệ của SCB. Tại bảng theo dõi biến động cổ đông và sổ chứng nhận cổ đông, thì các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại SCB đều khai đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp, nên cơ quan quyết định cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, không phải Hội đồng Quản trị quyết định. Với số lượng cổ phần trên 91% nắm giữ, Trương Mỹ Lan là người nắm quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính, như một nơi giữ tiền. Bất cứ lúc nào cần tiền thì chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Còn các lãnh đạo chủ chốt khác của SCB là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Sau khi Viện Kiểm sát đối đáp, bị cáo Trương Mỹ Lan bào chữa bổ sung. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, việc Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm bị cáo Lan quanh co chối tội, đổ tội cho cấp dưới là không xem xét toàn diện, khách quan, ý kiến trình bày của các bị cáo cũng như cập nhật diễn biến phần xét hỏi. Bởi vì bị cáo Lan nghiêm túc nhìn nhận vai trò ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, nhận thức sai phạm về hành vi của thành viên Hội đồng Quản trị,
cho vay trái quy định. Bị cáo Lan đã tôn trọng lời khai và xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo tại SCB và các bị cáo liên quan SCB, không quanh co đổ tội cho họ. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo chỉ có vai trò cố vấn ban hợp nhất với các nhiệm vụ chính, bảo đảm tỷ lệ chi phối 65% để ba ngân hàng hợp nhất cho mượn tài sản đối với các khoản vay bắt buộc, tìm kiếm chuyên gia nước ngoài tham gia mua cổ phần SCB. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bạn bè và người thân chiếm cổ phần tại SCB sau khi hợp nhất và đề nghị hội đồng xét xử xác định số cổ phần vì không thuộc cá nhân bị cáo. Bản chất các khoản vay tại SCB trong 10 năm nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu trên sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các khoản vay mới để trả nợ cũ, dòng tiền không ra khỏi SCB. Dòng tiền giải ngân liên quan khoản vay đều được giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước, nên nếu có bất thường sẽ được cảnh báo. Suốt 10 năm hoạt động trong vòng xoáy mượn tài sản của tôi và gia đình để đưa vào SCB để cơ cấu các khoản vay, gia tộc của tôi trở thành gia tộc gánh nợ, bị bắt giam và đối diện án tử hình, bị cáo Lan trình bày. Về tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét tội danh tham ô tài sản vì bị cáo không giữ chức vụ gì tại SCB và đến nay không rõ vì sao bị quy kết sử dụng phương thức thủ đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 để chiếm đoạt tiền của SCB. Cạnh đó, bị cáo Lan trình bày không hiểu vì sao bị truy tố hai tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong khi với các bị cáo khác cùng một phương thức thủ đoạn nhưng chỉ bị truy tố một tội danh. Bản chất hành vi của các thành viên hội đồng quản trị chỉ là vi phạm về cho vay tổ chức tín dụng và bị cáo đã nhìn nhận mình có phần trách nhiệm trước hậu quả xảy ra. Mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo các ý kiến luật sư bào chữa. Bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện khi bị cáo cam kết đem các tài sản nằm ngoài danh mục kê biên nhằm khắc phục hậu quả vụ án nếu có, ghi nhận số tiền 5 tỷ đồng đã nộp khắc phục nhưng chưa được ghi nhận và hơn 1.600 tỷ đồng bị cáo tự nguyện khắc phục nếu có cho Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chu Lập Cơ và Trương Huệ Vân và xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Cao Trí. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo Lan xem như con ruột và cũng vì tin tưởng bị cáo Lan mà liên quan trách nhiệm hình sự. Còn với chồng là bị cáo Chu Lập Cơ, bị cáo Lan cho biết chồng bị cáo là thương nhân Hồng Kông, có uy tín và hiện rất khổ vì bị tạm giam. Bị cáo Lan cũng trình bày thêm sẽ cùng chịu trách nhiệm với lãnh đạo SCB. Còn đối với những bị cáo cấp dưới, bị cáo Lan không chỉ đạo nhưng cũng chịu trách nhiệm cùng họ và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho họ. Thiệt hại do bà Trương Mỹ Lan gây ra cho SCB khó có khả năng thu hồi. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát cũng đưa ra luận cứ đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan từng bước nắm giữ chi phối đến 91,5% cổ phần SCB là người thực tế có quyền lực chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, rút tiền SCB sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong suốt một thập kỷ, từ năm 2012 đến 2022, Ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng. Tính đến đầu năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Trương Mỹ Lan đã phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm việc tổ chức và thực hiện chuỗi hành vi phạm tội một cách bài bản và gian dối trong suốt thời gian dài. Qua đó, chiếm đoạt và gây thiệt hại lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi phạm tội này, bao gồm việc thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ hai lần trở lên và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho bà về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và từ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong vụ án này, bà Lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. Mặc dù vậy, cơ quan công tố xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người cầm đầu, chủ mưu thao túng ngân hàng SCB để phục vụ mục đích riêng. Bị cáo Trương Mỹ Lan gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần SCB. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu ngân hàng đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo Lan chỉ nắm giữ 5% cổ phần và gia đình chỉ nắm khoảng 15% cổ phần. Theo quy định của luật doanh nghiệp và luật các tổ chức tín dụng, thì việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên 65% cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này đã gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Từ đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bị cáo là có căn cứ. Cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án, theo hội đồng xét xử trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại, phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại vụ án, theo hội đồng xét xử trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại, không thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử cho biết nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo, số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên, vì nếu theo cách tính đó thì giá trị tài sản đảm bảo sẽ không được cấn trừ cho các khoản vay khác, nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ. Đối với vấn đề lệch 20 mã tài sản đảm bảo, hội đồng xét xử cho biết có 20 mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn nên các mã tài sản theo xác định của Viện Kiểm sát là chính xác. Khi nào bà Trương Mỹ Lan mới khắc phục hết số tiền 673.849 tỷ đồng cho SCB? Chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ, hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay tương ứng số tiền 673.849 tỷ đồng. Theo tòa, sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Cụ thể, hội đồng xét xử căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xem xét nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, thì về thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo lẽ ra phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB, tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, các pháp nhân khác được thành lập nhằm để ký hợp đồng vay cho Trương Mỹ Lan. 1.284 khoản vay là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng nên phải buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ 1.284 khoản vay trên cho SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng.
Đối với số tiền lãi trước ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án đã báo cáo hạch toán cho SCB nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17 tháng 10 năm 2022, như đã nêu bản chất, khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử không buộc các bị cáo bồi thường. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nhìn nhận sai phạm, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Như vậy, sau khi trừ đi số tiền đã nộp khắc phục, các khoản khấu trừ khác, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ là 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử cũng tuyên sử dụng 1.000 tỷ mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả bị cáo Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, 7, 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong phần xét hỏi và trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, 35 triệu USD và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Bị cáo Lan nói, xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa, năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Minef đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, công trình trên đã ngưng thi công. Đối với dự án Capital Plus Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Bị cáo Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài, do đó khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí trả nợ ngân hàng thì phần còn lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết đối với dự án này, con gái bị cáo đang rao bán 1 tỷ USD, tuy nhiên thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với khoảng 360 triệu USD, không có chuyện bán với giá 1 tỷ USD như bị cáo trình bày. Chủ tọa nói, hoặc bị cáo có chứng cứ, tài liệu nào để thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Về ba dự án, công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn công ty Phương Trang đang vận hành, đại diện công ty Phương Trang cho biết việc mua bán ba dự án có giá khoảng 3.500 tỷ đồng không liên quan đến Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà thông qua bà Trương Mỹ Lan giới thiệu, công ty Phương Trang đã bán các dự án trên cho ba cá nhân. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian từ năm 2012 đến 2022, trong đó giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định tội tham ô tài sản áp dụng đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác
đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, hội đồng xét xử nhận định tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!